Bài số 20, các hàm dò tìm cơ bản. Các em mở bài tập lên. Chúng ta thực hiện câu 1. Lập công thức, điền dữ liệu cho cột tên hàng, tên hãng, biết rằng ký tự đầu của mã hiệu, ký tự đầu của mã hiệu và so sánh trong cái bảng tên xe. Câu này cũng khá là đơn giản. Rồi tên hãng, mình nhìn thấy tên hãng nè, tên hãng nè, ký tự đầu. Như vậy á, là dữ liệu này theo dòng hay theo cột mấy em? Theo dòng. Theo dòng. Dòng 1 nè, dòng 2 nè. Như vậy nếu mà lấy dữ liệu theo dòng là dùng hàm gì? H lớp khớp. Rồi ký tự đầu tiên á là lép nè, nhấp vào cái ô A3, lấy một ký tự, mình mới so sánh trong cái bảng tên xe. Quét khối từ B10 cho tới D11, nhấn F4. Rồi như vậy mình tìm kiếm theo dòng, mình lấy dòng 1 hay dòng thứ hai? Lấy tên hàng, mình đếm dòng 1 nè, dòng 2 mình lấy tên hàng ra là mình lấy dòng thứ mấy? Dòng thứ hai là lấy tên hàng ra, tìm kiếm chính xác là số mấy? Không, đó ngoặc lại. Đó, chữ S là Suzuki á. Rồi Y Yamaha, H Honda. Rồi tiếp theo là câu thứ hai, là câu phân khối thì dựa vào hai ký tự cuối của mã hiệu và cái bảng mã phân khối. Thì lúc này dữ liệu của mình là nó theo cột, mà nó theo cột thì mình dùng cái hàm gì các em? V lớp khớp. Rồi bên phải của chuỗi là dùng hàm gì? Rồi cắt bên phải hai ký tự. Rồi so sánh, tìm kiếm ở trong, quét từ A19 tới B21, nhấn F4. Mình lấy cột thứ nhất hay là cột thứ hai ra? Cột thứ nhất là mã phân khối. Cột thứ hai là tên phân khối, mình lấy cột thứ mấy? Cột thứ hai. Tìm kiếm chính xác hay gần đúng? Chính xác. Phải không? Enter. Tại sao nó không ra? Tại vì nó là chuỗi ở dưới là số, mà nếu đối với bài này á là đổi chuỗi thành số thì mình cho cái gì? Qua lưu vào. Lọc vô thầy cái hàm qua lưu cho thầy. Hàm qua lưu là đổi chuỗi thành số. Rồi tại dưới liệu dưới đây là nó là số, còn khi mà mình cắt chuỗi ra thì nó là chuỗi, chuỗi so sánh với chuỗi với số không được, nó sẽ cho kết quả là NA. Lỗi NA là lỗi không tìm thấy dữ liệu. Rồi tới câu cuối cùng là câu 3, là cái câu khó nhất ở trong bài này. Mình lập cột công thức cho cái cột tên xe. Rồi câu thứ 3, ví dụ mình có xe Suzuki, hãng Suzuki mà phân khối 110. Suzuki phân khối 110 thì chiếc xe gì các em? Viva. Rồi ví dụ như là Suzuki 125, Suzuki 125 thì ra chiếc gì? FX.
Thì như vậy á, là do mình học cơ bản á, là mình chưa dùng cái hàm index. Thì ở đây thầy sẽ hướng dẫn cho các em lấy dữ liệu theo cột. Lấy dữ liệu theo cột. Rồi các em làm như thế này. Rồi bây giờ là thầy sẽ hướng dẫn các em là kết hợp giữa VLOOKUP và hàm IF là cái cơ bản nhất. Đầu tiên là mình lấy dữ liệu theo cột, là các em dùng cho thầy là hàm VLOOKUP bằng VLOOKUP. Rồi mình lấy là tên hãng nè. Rồi mình so sánh vào cái bảng dữ liệu, mình tìm kiếm trong cái bảng dữ liệu thì mình quét khối từ đây tới đây, tức là A14 cho tới D16, mình nhấn F4. Phải. Rồi. Bây giờ mình lấy cột thứ mấy ra. Mình có cột 1 nè, cột 1 là đầu tiên rồi, cột 2, cột 3, cột 4. Mình lấy cột 2, cột 3, cột 4, mình lấy cột nào? Lấy cột nào cũng sai hết, mình xét điều kiện. Ví dụ nó là 110 phân khối, thì mình lấy là cột 2. 100 phân khối thì cột 2, 110 phân khối thì cột mấy? Cột 3, ngược lại là cột 4, như vậy mình phải xét vô đây. Xét cái chỗ là mình chưa biết lấy cột nào, mình phải đặt điều kiện để mình lấy. Chứ mình cho số 2, số 3, số 4 gì vô cũng sai hết. Như vậy mình phải níu nè. Có phải là phân khối mà bằng 100 thì mình lấy cột thứ mấy? Phân khối 100 là có phải mình lấy cột thứ hai không? Mình đặt điều kiện rồi mình lấy cái ô đó ra, chừng nào nó đúng điều kiện thì nó thỏa mãn, còn không đúng điều kiện thì nó làm cái dòng lệnh khác. Rồi phải. Nếu như mà nó không phải là 110 thì mình xét tiếp. Nó có phải là, nếu phải là 100 thì mình xét tiếp, nó có phải là 110 không? Nếu mà nó là 110 thì mình có phải là lấy cột thứ mấy? 1, 2, 3, cột thứ mấy? Cột thứ 3. Nếu nó không phải 100, 110 thì chắc chắn nó là 125. 125 thì cột thứ mấy các em? Cột thứ 4. Rồi đóng ngoặc có hai cái if lại. Đó là mình chọn cái cột nào mình lấy. Rồi mình tìm kiếm chính xác thì phải mấy? Phải không? Đóng ngoặc lại. Rồi kết quả nè. Rồi ví dụ Yamaha mà 100 phân khối là có phải chiếc Lipton không? Do đó đối với cái bài này là khi mà mình không có biết sử dụng hàm max và index thì mình sử dụng cái hàm if lòng vào, mình đã giải quyết được. Thì cái khuyết điểm của cái hàm if này á, là nếu như mình có nhiều cái cột thì mình đặt cái dòng if này nó rất là nhiều. Ví dụ như là 10 cái cột thì mình đặt cái 9 điều kiện lòng vòng nhau. Thì để đơn giản mình có thể sử dụng cái hàm thay thế á, là dùng cái hàm max. Rồi ví dụ mình sẽ tìm cái hàm max nè. Mình tìm cái phân khối. Rồi sau đó mình quét trong cái dữ liệu ở đây, mình quét luôn cái ô đầu tiên thì nó sẽ đếm là vị trí 1, 2, 3, 4. Khi mà nó tìm gặp á thì nó sẽ trả về cái vị trí. Tìm gặp nó sẽ trả về cái vị trí.
Rồi mình tìm kiếm chính xác á, là số 0. Enter. Như vậy á, ví dụ như là 125 so sánh với cái bảng ở đây thì nó là vị trí thứ 4. Còn 110 là vị trí thứ 3. Đây 110 vị trí thứ 3. Như vậy để thực hiện cái bài tìm tên xe thì mình sử dụng là VLOOKUP. Rồi mình tìm tên hãng nè, phải dữ liệu cần tìm. Mình nhấn F4. Rồi bây giờ vấn đề là mình lấy cột 1, cột 2, cột 3, cột 4 thì mình kết hợp vào cái hàm mask. Rồi nó sẽ trả về vị trí của cái phân khối và mình tìm kiếm là chính xác là không. Mình thay thế cái hàm mask này nè, thay cho cái hàm if mình sử dụng cái hàm mask. Nó sẽ tìm kiếm cái phân khối, nếu phân khối ở vị trí nào thì trả về vị trí đó. Như vậy cái hàm mask này, nếu như mà mình trong trường hợp dữ liệu của mình có nhiều điều kiện thì mình sử dụng cái hàm mask, nó sẽ tiện dựng lại hơn, nó sẽ ngắn hơn. Hàm mask thì đưa dữ liệu vào, nó sẽ tìm và nó trả về vị trí của dữ liệu đó. Rồi các em làm theo hướng dẫn.